Đầu xuân năm mới Tân Sửu năm 2021 thì kênh Con Giống Là Điểu của đồng chí Thao xin gửi lời chào tới tất cả các quý ông, quý bác, quý anh chị em và tất cả những người yêu thích cái ngành chăn nuôi. Thì hôm nay thì cũng là nhân dịp ra riêng đầu xuân của năm 2021, tức là em thực hiện cái video là ngày 20 tháng 2 năm 2021, là những nứa đà điểu úm đầu tiên em bắt đầu phát triển vào mùa. Thì năm nay là thời tiết rất là khả thi, con giống rất là khỏe mạnh. Em lên video thì các bác cũng có thể là liên hệ và kết nối và theo dõi kênh để nắm bắt được những cái bài chia sẻ để cho vào một cái mùa tránh Covid để chúng ta phát triển chăn nuôi. Đấy, thì trên cái kênh này thì em có ra hàng 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 trăm video về cái chủ đề con đà điểu này, từ những cái tài liệu, tên vaccine, rồi một số những cái trường hợp chữa những con nó bị lệch chân, lệch khớp, còi cọc, bị bệnh rụng lông, rỉa lông, bị bệnh ăn phải dị vật, hay là một số những cái cách để chúng ta chọn con giống tốt hơn, hoặc là chúng ta tìm kiếm đầu ra như thế nào, phát triển thị trường, thương trường như thế nào. Em luôn luôn đứng về cái mang lại lợi ích cho bà con nông dân và mang lại cái giá trị kinh tế để cho các bác cùng phát triển và cùng chăn nuôi có lãi, cũng như là các bác có lãi thì chúng em mới bán được con giống. Thì nếu như các bạn yêu thích thì các bạn có thể đăng ký kênh hoặc bấm vào nút chuông và để ý những cái thông tin bên lề, thì các bạn có thể luôn luôn được cập nhật. Đấy. Thì kênh của em thì đã bán được 4 5 năm nay rồi. Và mỗi một năm là trên cơ số là 4 5.000 con giống từ miền Tây đến miền Nam rồi tất cả. Nên là các bác yên tâm là các bác đã kết nối đến một kênh con giống đà điểu chính thống. Đấy. Có bảo hành, có hướng dẫn, có trách nhiệm. Đấy. Có tư vấn đầu ra, tư vấn chế biến, tư vấn kinh tế. Đấy. Em xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và tiếp tục theo dõi những cái khoảnh khắc tiếp theo của cái chuồng úm của em.